sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc. Dự tại buổi lễ có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Ngọc Lặc có các đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại lễ khai giảng, các đại biểu đã được nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Trần Văn Thức đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Đánh trống khai trường và phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ để khơi dậy công tác giáo dục và đào tạo. Thanh Hóa luôn là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Năm học 2022-2023 vừa qua, Thanh Hóa tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện chất lượng giáo dục, tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 98%. Kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Thanh Hóa là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10 và đạt từ 27 điểm trở lên. Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc là trường trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 của tỉnh Thanh Hóa. Trường thành lập năm 2017 để phục vụ cho việc dạy và học của học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Năm học 2023-2004, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc có 18 lớp với khoảng 540 học sinh, chủ yếu là dân tộc Dao, Mông, Thái, Mường. Những năm gần đây, chất lượng dạy và học của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc ngày càng được nâng lên. Năm học 2022-2023, trường thuộc top 4 của tỉnh về kết quả thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, đồng chí Phó Chủ tịch nước tặng huyện Ngọc Lặc 20 căn nhà tình nghĩa tổng giá trị 1 tỷ đồng, 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và quà cho nhà trường, trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.